hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, số ca mắc Covid ngày càng tăng. Tuy chưa có quyết định nào chính thức, nhưng rất nhiều sinh viên như đang ngồi trên đống lửa vì lo lắng. Liệu rằng đây có phải đợt nghỉ học dài hơi lần hai hay không? Em học lớp 12 cho nên là em sẽ có những vấn đề trực tiếp cần phải hỏi giáo viên. Nhưng mà khi ở nhà thì sẽ không được. Với lại là cái lượng kiến thức mà nếu mà cái dịch như thế này thì lịch thi nó sẽ dời ra. Nhưng mà cái lượng kiến thức nó vẫn như vậy. Và đề nó sẽ có thể khó hơn. Và cái năm nay là năm được đánh giá là nhiều thí sinh nhất. Cho nên là cái việc cạnh tranh nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những năm về trước. Lên trên trường thì có những cái vấn đề gì mình có thể thảo luận trực tiếp với thầy cô hoặc là bạn bè. Còn ở nhà kiểu cái việc thảo luận nó hơi bị khó khăn. Hiện tại môn của em sắp đi đến kết thúc, là thời gian này là đang chuẩn bị ôn thi. Cái việc mà ôn thi trên online sẽ không hiệu quả bằng việc ôn thi offline, học trên lớp. Thầy cô sẽ chỉ cắt giảm bài tập cho mình. Còn nếu mà online thì cái tâm trí mình sẽ không tập trung bằng cái học offline và sẽ bị sao nhãng và thi không có được hiệu quả như mình mong muốn. Đó là cái khó khăn nhất đối với em hiện tại. Cái mùa dịch mà nó đang bùng phát thì em không thể nào mà thực tập được, bởi vì ngành học của em cần phải thực tập ở nhà hàng khách sạn, mà nếu mà bùng dịch lên thì nhà hàng khách sạn sẽ đóng cửa và tụi em không thể nào thực tập được và hoàn thành cái kỳ tốt nghiệp của mình tốt nhất được ạ. Thực ra thì cái hoạt động trước giờ làm trên trường thì cũng chỉ là dời về nhà thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt. Dạ, em có làm thêm ở quán cà phê, bởi vì cái mô hình quán cà phê của em hiện tại thì khi mà dịch bùng lên thì không bị đóng cửa. Với lại là quán cà phê của em là có làm cho khách mang đi nữa nên là sẽ không ảnh hưởng. Ngoài ra thì em còn học thêm tiếng Anh cũng như là tin học để hỗ trợ cho việc tốt nghiệp sau này. Dạ, trong thời gian hiện tại ngoài việc học online thì em cũng rảnh nên là em sẽ học một chút kiến thức về âm nhạc như là piano hoặc là guitar, để là cuộc sống của mình vui vẻ hơn.